Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình nhặt được quả đá này các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Bên ngoài nó giống như màu đỏ màu vàng các bạn. Còn bên trong nó là màu đen. Mình không biết đá gì các bạn nha. Đây các bạn. Các bạn xem nhé. Nếu bạn biết cái đá này là đá gì các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha các bạn ơi. Đấy. Đây các bạn ạ, đá đen các bạn. Nếu mình rửa bằng nước thì nó thành màu xanh nha các bạn nhé. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Khi mình đập nó thành màu đen và màu xanh các bạn nhé. Đấy. Đẹp không các bạn, nếu mình rửa bằng nước thì nó càng đẹp hơn các bạn nhé. Đấy các bạn, mình được chia hai đôi các bạn nhé. Còn một cái đầu đây các bạn, đấy đây nha. Đây mình đã đập rồi các bạn nha. Bạn thấy nó trông như nó giống như không biết đá gì đấy các bạn. Đá quý hay là đá gì không biết nữa. Đó. Bạn thấy đường đó nó đi ra ngoài rồi thành màu đen ở ngoài và màu màu trắng lá cây các bạn, à, màu xanh lá cây các bạn, mình quên. Bên trong nó màu đen, mình chắc mình phải lấy búa mình đập các bạn. Mình mong là đây là đá quý các bạn nha. Mình mới nhặt được. Các bạn thấy video này có ý nghĩa thì các bạn hãy like và subscribe cho mình nha các bạn, để mình biết, và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Và chia sẻ bên dưới nếu các bạn biết chiếc đá này là đá gì nhé. Bây giờ mình dừng clip tại đây nha các bạn.